quan của một mũ loa mà nó vừa gọn mà công suất nó cũng khá là lớn. Đây, anh chị có thể là nghe nhạc, hát karaoke ngay trên loa luôn. Tại vì là đơn thuần là một con loa như thế này thôi, là chỉ là loa nghe nhạc thôi. Nhưng mà bên cái hãng này á, Zibo Lăng này á, thì nó đi kèm thêm cho mình là hai mẫu mic là pin sạc này nữa nha mấy anh chị. Rồi, đó thì mẫu loa này nó có hai bát này, bát này, chép này, đó, hai bát hai chép này. Xong rồi nó còn để mà âm thanh nó chất lượng hơn á, thì hai bên nó đều có hai con bát phụ giống như thế này. Trên vàng nút tùy chỉnh của nó thì nó có chỉnh mic và chỉnh hiệu ứng nhạc, nó chỉnh hiệu ứng sáng, đèn đèn LED. Đó, cái đèn này khi mà anh chị mở nhạc lên á thì nó sẽ chạy theo nhạc luôn, rất là đẹp nha. Đó, cái này là tháo mặt lưới ra rồi chứ thực ra thì nó có mặt lưới nha, đắp mặt lưới vô nhìn đẹp lắm. Nó mở mặt lưới ra cho anh chị coi thử là loa nó có gì thôi. Đây, con này nó có chế độ chống nước nữa nha mấy anh chị, chống nước được nha. Đây, nếu như mà đi biển, đi bơi gì đó, mình cần nghe nhạc hay là những buổi party hồ bơi gì đó thì những chiếc loa như thế này cũng khá là ok, tầm khoảng là 5-6 người chơi, 7-8 người chơi thì một chiếc loa như thế này là chill chill là được rồi anh chị. Đó, thì con này là đăng tên là F2 Pro nha. F2 Pro, cổng sạc của nó là sạc nhanh luôn, sạc pin cho em loa này chưa tới 1 tiếng đã đầy rồi. Đó, hát karaoke Vivo 2-3 tiếng đồng hồ là thoải mái. Đó, anh chị nào khoái em loa này, nhỏ gọn mà vừa có thể là được việc nữa thì cứ để lại comment cho em hoặc là bấm vào giờ hàng bên tay trái nha.